kính đưa quý vị đại biểu, du khách và toàn thể các bạn nơi biên cương đất nước quê hương, anh chiến sĩ ngày đêm sương gió, núi non cao mỗi bước anh đi, én nhạn lướt vờn bay theo gió, giai điệu phong sương mang tên người chiến sĩ biên cương, đọc lời Hoàng Huy Ấm được ba hội viên ưu tú câu lạc bộ Nộc Khảm Khắc thị trấn Mặt Sầm, huyện Văn Lãng biểu diễn. Mời quý vị khách cùng các bạn thưởng thức ngay sau đây.